Xin chào tất cả mọi người, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải chi tiết từng bước một cho câu này như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ xét cục này đầu tiên. Chúng ta biết rằng sin 2x đó chính là 2 sin x cos x. Như vậy mình sẽ biến đổi sin 2x bằng cái 2 sin x cos x. Tiếp tục, chúng ta sẽ sử dụng phương pháp biến đổi tích phân biến đổi. Như vậy, ta sẽ đặt u bằng 2 sin x bình phương cộng 3. Sau đó chúng ta đạo hàm hai bên. Đạo hàm của sin x bình phương đó chính là 2 sin x cos x. Số 3 là hằng số, chúng ta có số 0. Tại ở đây chúng ta không có thêm một số 2 nữa, cho nên chúng ta chia hai vế cho số 2. Tiếp tục chúng ta đổi cận. Khi x bằng 0, chúng ta có số 0 ở đây. Chúng ta thấy số 0 vào đây. Để đi tìm giá trị của u, sin của 2 sin 0 bình phương cộng 3, thì chúng ta sẽ có u bằng 3. X bằng b chia 2. Chúng ta thấy b chia 2 vào đây. Sin của b chia 2 là 1. U bằng 2 nhân 1 bình phương cộng 3 bằng u bằng 5. Như vậy khi chúng ta rút gọn lại hết, thì chúng ta sẽ có cận từ 3 đến 5. Nguyên cái cục này biến thành chữ u 2 sin x cos x dx. Chúng ta biến đổi du chia 2. Ở cái cục tích phân này chúng ta sẽ tách thành từ số 3 cho đến số 4 và số 4 cho đến số 5. Chúng ta nên nhớ, ở đây u chúng ta có thể đảo ngược lại x, giá trị vẫn không thay đổi. Fx của cái cục này khi x nhỏ hơn 4, chúng ta thấy cái cục này vào đây. Và cái cục này lớn hơn 4, chúng ta thấy cái cục này vào đây. Và bây giờ chúng ta có công thức. Nguyên hàm của x mũ n dx là x mũ n cộng 1 chia cho n cộng 1 cộng c. N. Nguyên hàm của x mũ 3 chính là x mũ 4 chia cho 4. Tiếp tục, x mũ 3 chia cho 3 cộng x bình phương chia cho 2. Và chúng ta sẽ có cận từ 3 đến 4. Cộng cho 1 chia 2. Thế này sẽ là x bình phương chia cho 2. Tiếp tục là 4x. Có cận từ 4 đến 5. Bây giờ chúng ta thấy số vào và ra đáp kết quả. Ra là 341 chia cho 96. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.